Đối với anh thì anh nghĩ rằng là đương nhiên thì phải thành công thì mới có chi phí để chơi siêu xe. Điều đó là điều đương nhiên. Thì khi mà mình có xe thì một phần nào đó thì mình cũng gọi là thành công. Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Kim Khánh. Nhưng mà đối với anh thì anh chị chơi xe hay làm bất cứ điều gì thì đều mua những cái dòng xe hay là những cái chiếc xe mà gần như là ở Việt Nam không sở hữu thì anh mới mua, chứ còn đã có ở Việt Nam rồi thì anh không sẽ không sử dụng nữa. Mỗi một cái chiếc xe đến với anh đó là một cái kỷ niệm. Từ khi mà anh còn đi học, anh mua những xe future, có nghĩa là từ cái xe máy cho đến cái xe ô tô, những cái xe đắt tiền hay là những xe rẻ tiền thì anh cũng đều phải giữ lại hết. Ví dụ như là có những cái xe thì anh có thể anh mua tặng chị, hoặc là những cái có cái xe thì chị mua tặng anh, hoặc là những có cái xe thì nó đã trải qua với anh, những cái xe máy thì trải qua với anh trong cuộc đời mới lập nghiệp đi làm đó. Để mà mua được những chiếc xe như vậy thì anh luôn luôn muốn giữ lại những cái kỷ niệm. Ngày anh đi ra Hà Nội để đi tìm hiểu về dòng Lambo và để mua xe Lambo thì một câu chuyện rất là bình thường thôi, không cần thiết, không phải là đắn đo nhiều quá. Tại vì trong quá trình mà mình đã thích và đam mê và đã xác định rằng là đi mua xe thì mình đã tìm hiểu trước rồi. Thì sau khi mà anh ra ngoài hãng Lamborghini ở tại Hà Nội á, thì cái thời điểm đó thì ở hãng chỉ có con Huracan thôi, chứ không có AVS này. Thì anh cũng tìm hiểu và sau đó thì có làm việc với giám đốc bán hàng ở bên đó. Thì nói là ở hãng đang có một chiếc xe như vậy. Thì anh ra hãng buổi chiều sáng, thì buổi chiều thì anh đã đặt cọc luôn. Bán tải anh có 2 chiếc, con Toyota Senna anh có 1 chiếc là 3, rồi Venza là 4, Audi là 5, rồi chiếc gì nhỉ, Land Rover, nói chung là nhiều lắm, anh phải đến 13-14 chiếc xe lận.